Sóng truyền thông số 2, gạc ma, vòng tròn, bất hạnh. Trong bản tin số 8 và số 9, chúng tôi đã tường thuật cuộc tranh cãi xoay quanh cuốn sách gạc ma, vòng tròn, bất tử. Tuần qua, nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, công ty Phất New và nhóm diễn đàn xã hội dân sự đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuốn sách. Các bài tuyên truyền của họ đang tập trung vào 3 thông điệp. 1. Việt Nam nên liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc. 2. Ông Lê Đức Anh đã ra lệnh không bắn trong trận Gạc Ma. Và 3. Diễn biến trận Gạc Ma cho thấy nhà nước Việt Nam đã dâng đất cho Trung Quốc. Thông điệp rằng Việt Nam nên liên kết với Mỹ để cho Trung Quốc do cựu trung tá thủy quân lục chiến James Gregory Zumwalt và công ty Phất New đưa ra. Cụ thể, ngày 8 tháng 7 năm 2018, Zumwalt đã gặp đại diện của công ty Phất New ở Thành phố Hồ Chí Minh để mua bản quyền cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử về xuất bản ở Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 7, Zumwalt viết một bài giới thiệu về cuốn sách này, trong đó tường thuật diễn biến trận Gạc Ma tương tự đoạn tường thuật mà công ty Phất New cung cấp. Trong bài viết, Zumwalt cũng bình luận rằng dù nhà nước Việt Nam đã giữ im lặng về vụ thảm sát trong suốt 30 năm, họ đang chọn cách nói ra sự thật khi cho phép công ty Phất New xuất bản cuốn sách này. Cuối bài, Zumwalt dự đoán rằng hai kẻ thù cũ là Mỹ và Việt Nam có thể sẽ hợp thành một mặt trận chống thống nhất để chống lại các tuyên bố về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Sau khi Zumwalt hoàn tất bài viết, ông Nguyễn Luận, nhân viên của công ty Phất New, đã dịch bài sang tiếng Việt ngay trong ngày 10 tháng 7 và đăng nó lên trang Facebook cá nhân của mình. Như vậy, có thể thấy Zumwalt đã chủ động bài gửi bài của mình cho công ty Phất New, vì phải đến ngày 12 tháng 7, bản tiếng Anh của bài mới được đăng lên trên báo Breitbart của Mỹ. Vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty Phất New, đăng bản dịch của Nguyễn Luận lên trang Facebook cá nhân của mình và tác Phạm Đình Trọng, Trương Huy San, Vũ Quốc Tuấn, một số cựu binh Gạc Ma vào bài. Bài này thu được 1,3 nghìn like và 434 lượt share trên mạng Facebook của ông Phước, đồng thời được bao xít Việt Nam và nhiều trang chống đối khác đăng lại. Vì từ đầu tháng 7 năm 2015, Zumwalt đã tham gia đấu giá đợt bức tranh Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử của công ty Phất New, đồng thời viết bài trên báo Mỹ để quảng bá sự kiện này. Có thể nói ông đã phối hợp hành động với Phất New từ rất sớm. Đây là một yếu tố nước ngoài đáng chú ý trong vụ việc. Thông điệp rằng ông Lê Đức Anh đã ra lệnh cho binh sĩ Gạc Ma không bắn do cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh đưa ra và được nhiều cựu chiến binh, doanh nhân, nhà từ thiện Phan Chí Đỉnh lan truyền. Cụ thể, ngày 28 tháng 7, các ông Lê Đăng Doanh, Lê Mã Lương, Phan Chí Đỉnh, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Vi Khải đã gặp mặt để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Trong cuộc gặp, Phan Chí Đỉnh cho biết cựu binh Nguyễn Văn Lanh đã thừa nhận với chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm rằng ông Lanh không nhớ ai đã ra lệnh trong trận Gạc Ma và lệnh Nguyên Văn là không được bắn hay không được bắn trước. Nghe vậy, Lê Đăng Doanh nói to rằng trong cuộc gặp giữa ba ông Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Cơ Thạch mà ông Doanh tình cờ được chứng kiến, chính Lê Đức Anh đã thừa nhận mình ra lệnh không bắn trong trận Gạc Ma. Ngày 30 tháng 7, Phan Chí Đỉnh đã kể lại chuyện này trên Facebook cá nhân, lời kể của ông được nhiều trang và cá nhân chống đối đăng lại. Thông điệp diễn biến trận Gạc Ma cho thấy nhà nước Việt Nam đã dâng đất cho Trung Quốc vẫn do nhóm diễn đàn xã hội dân sự đưa ra. Ngày 27 tháng 7, Nguyễn Đình Cống viết trang Bao Xít Việt Nam rằng qua việc nhà nước ra lệnh không được nổ súng trước có cho nhóm công binh ở Gạc Ma không huy động đủ lực lượng để giữ đảo đến cùng, không triển khai kế hoạch chiếm lại đảo và không làm lớn vụ việc nên truyền thông, có thể thấy nhà nước Việt Nam đã chủ động dâng đất cho Trung Quốc. Trong cùng bài viết, Cống tuyên truyền rằng tưởng nhớ 64 chiến sĩ bị thảm sát là việc nên làm, nhưng cần hơn, quan trọng hơn là vạch ra được sự hèn nhát dẫn đến hành động có tính phản quốc của một số lãnh đạo nhà nước. Cống cũng viết rằng nếu nhà nước ra lệnh tiêu hủy cuốn sách theo đề nghị của các dư luận viên thì sự kiện đó sẽ tạo thành ngọn lửa thiêu rụi chế độ. Vậy trong trận Gạc Ma, những người lính Việt Nam đã nhận lệnh không nổ súng trước hay không nổ súng vì có phải muốn giao đất cho Trung Quốc, nhà nước Việt Nam đã cố tình không cấp đủ vũ khí cho binh lính, không phải không phái đủ lực lượng để giữ đảo hay không?
Để trả lời cho câu hỏi này, thay vì tranh cãi qua lại về những tiểu tiết nhỏ nhặt, chúng ta nên cần nhìn lại toàn bộ diễn biến ở đảo Trường Sa năm 1958. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong 2 tháng đầu năm 1988, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tăng cường đưa vũ khí, khí tài ra chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Cụ thể, trước ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã chiếm được thêm 4 bãi đá là Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa. Trong khi đó, phía Việt Nam chiếm được thêm 6 bãi đá là đá Tiên Nữ, đá Lát, đá Lớn, đá Đông, đá Tốc Tan, đá Núi Le. Đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động thêm lực lượng xuống quần đảo Trường Sa, tăng số tàu chiến thường xuyên hoạt động ở đây lên 12 chiếc. Sau khi quan sát trận địa, Hải quân Việt Nam xác định rằng đảo Gạc Ma đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu Trung Quốc chiếm được đảo này, họ sẽ cắt đường tiếp tế của Việt Nam cho căn cứ thuộc quần đảo Trường Sa. Vì vậy, ngày 11 tháng 3 năm 1988, phía Việt Nam đã điều 3 tàu vận tải không vũ trang là HQ-505, HQ-604, HQ-605 ra chiếm bãi đá nằm kề nhau là Gạc Ma, Len Đao và Côn Lin. Thực hiện nhiệm vụ được giao, 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tàu 505 và 604 đã chở 70 công binh và 22 lính chiến đấu tiến đến tại đảo Gạc Ma và Côn Lin. 30 phút sau khi tàu Việt Nam thả neo, lực lượng của Trung Quốc bao gồm một tàu chiến, một tàu hộ vệ, 2 tàu vận tải bắt đầu áp sát, bắc loa uy hiếp. Trước tình hình đó, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã chỉ thị cho tàu 505 và 604 quyết giữ bãi đá Gạc Ma và Côn Lin. Theo chỉ thị này, thì lực lượng công binh trên tàu 604 sẽ bí mật đổ bộ bằng xuồng để chuyển vật liệu xây dựng lên bãi đá Gạc Ma ngay trong đêm, trong khi lực lượng chiến đấu chia thành 4 tổ để cắm cờ và bảo vệ bãi đá. Đáp lại, Trung Quốc cử thêm 2 tàu hộ vệ trang bị pháo 100 ly đến hỗ trợ lực lượng sẵn có, đồng thời Bắc Loa yêu cầu Việt Nam rời khỏi bãi đá Gạc Ma, nhưng phía Việt Nam tiếp tục bám trụ. Sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc cho 4 tàu có vũ trang áp sát bãi đá Gạc Ma và cử 50 lính trang bị súng AK-47 đổ bộ bằng xuồng. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 5 lính chiến đấu và 20 công binh trên bãi đá. Vì nhóm lính này đang xây công trình trên một đảo ngập nước, họ chỉ mang 2 súng AK-47 và xà beng, quốc xẻng. Sau khi hai bên giằng co bằng tay một hồi, lính Trung Quốc nổ súng khiến phía Việt Nam có một người chết và một người bị thương, rồi rút khỏi bãi đá. Khi lính Trung Quốc đã rút khỏi, 2 tàu chiến Trung Quốc đồng loạt bắn pháo và rocket vào lực lượng đổ bộ tàu HQ-604 của Việt Nam, rồi cho tàu đổ bộ trở lại tiếp cận. Binh sĩ trên tàu 604 của Việt Nam đánh trả quyết liệt bằng súng chống tăng và súng AK-47, khiến nhiều lính đổ bộ của Trung Quốc thương vong, số còn lại buộc phải rút về. Đáp lại, tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 chìm hẳn, rồi rút khỏi bãi đá Gạc Ma trước khi máy bay Việt Nam kịp đến hỗ trợ vào trưa hôm đó. Cùng ngày, tàu Trung Quốc bắn vào 2 tàu còn lại của Việt Nam, khiến tàu 505 bị cháy và tàu 605 bị chìm. Kết thúc trận đánh ngày 14 tháng 3, Việt Nam có 11 người bị thương, 64 người chết, trong khi Trung Quốc có 13 người bị thương, 9 người chết. Việt Nam chiếm được Côn Lin, trong khi Trung Quốc chiếm được Gạc Ma và Len Đao. Sau trận đánh, Việt Nam tiếp tục chiến dịch đổ bộ để chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Trong chiến dịch này, Việt Nam chủ trương chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây xung đột quá mức để Trung Quốc tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo. Vì khi đó, lực lượng của Việt Nam trên quần đảo vẫn còn rất mỏng, khó có thể chống đỡ nếu Trung Quốc huy động toàn bộ hạm đội hải chiến tham gia. Chẳng hạn ngày 15 và ngày 16 tháng 3, tức 2 ngày sát sau trận đánh, Việt Nam liên tiếp đóng giữ thêm 2 bãi đá là đá Núi Thị và đá Nam. Trong cả năm 1988, Việt Nam đóng giữ thêm được 11 bãi đá và mỏ dầu DK1. Ngoài ra, sau ngày 14 tháng 3, Việt Nam cũng điều động thêm không quân để bảo vệ công binh đổ bộ xuống các đảo. Chẳng hạn vào ngày tháng 4 năm 2018, khi công binh Việt Nam bí mật đổ bộ xây công trình để chiếm lại bãi Len Đao, các máy Su-22 và Việt Nam đã kịp thời xuất hiện để bảo vệ họ, khiến tàu chiến Trung Quốc phải tản ra thay vì nổ súng như một tháng trước. Tuy nhiên, Việt Nam không chiếm lại được bãi Gạc Ma vì Trung Quốc đã kịp xây công trình kiên cố với hàng rào điện trên bãi đá này. Sau năm 1988, Việt Nam tiếp tục dùng chiến thuật cũ để đóng giữ thêm nhiều bãi đá trong quần đảo Trường Sa.
Cụ thể, Việt Nam chiếm được thêm 10 bãi đá trong giai đoạn 1990 và 2008 và 18 bãi đá trong giai đoạn 2018 và 2014, 2008 và 2014. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, thì vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm thêm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm. Bức tranh toàn cảnh này giúp chúng ta giải đáp được hai câu hỏi đang đặt ra. Về câu hỏi đầu tiên, có 3 lý do để khẳng định rằng trong trận Gạc Ma, người lính Việt Nam đã nhận lệnh không được bắn trước chứ không phải lệnh không được bắn. Thứ nhất, thủy thủ đoàn tàu HQ604 đã bắn trả, khiến phía Trung Quốc có 13 người bị thương và 9 người chết. Thứ hai, lệnh không được bắn trước phù hợp với chiến thuật mà Việt Nam liên tục áp dụng từ thời điểm đó cho đến nay là chỉ xây công trình đóng giữ các điểm đảo để khẳng định chủ quyền của mình chứ không khai hỏa trước. Thứ ba, nhân chứng Nguyễn Văn Lanh không nhớ rõ trận đánh, ông đã nhận lệnh không được bắn hay không được bắn trước từ cấp trên. Về câu hỏi thứ hai, có 3 lý do để khẳng định rằng nhà nước Việt Nam kiên quyết giữ chủ quyền chứ không giao đất cho Trung Quốc. Thứ nhất, Việt Nam đã giữ thành công bãi Côn Lôn ngay trong ngày 14 tháng 3, chiếm lại bãi Lên Đao chỉ sau một tháng và chiếm thêm tổng cộng 11 bãi đá trong năm 1958. Thứ hai, Việt Nam đã điều thêm không quân để lấp lỗ hổng về chiến thuật trong trận Gạc Ma, khiến một sai lầm tương tự không bị lặp lại. Thứ ba, từ sau trận Gạc Ma đến nay, lượng điểm đảo mà Việt Nam đóng giữ đã tăng gấp đôi và liên tục, chứ không giảm đi. Qua lượng điểm đảo mà Việt Nam đóng giữ hiện nay, có thể thấy chiến thuật không bắn trước, chỉ lặng lẽ xây công trình để bảo vệ chủ quyền là một giải pháp khá hiệu quả. Ngược lại, nếu Việt Nam chủ động khiêu chiến với Trung Quốc như nhóm diễn đàn sợ dân sự đang yêu cầu, thì với tương quan lực lượng giữa hai bên, có lẽ hàng triệu người Việt Nam đã thiệt mạng và đất nước đã bị ngoại thuộc một lần nữa. Trong vụ Gạc Ma vòng tròn bất tử, nhóm diễn đàn sợ dân sự đã dùng lặp đi lặp lại một thủ thuật tuyên truyền. Họ hướng tới chú ý của dư luận và cuộc tranh cãi giữa những tiểu tiết vụn vặt để khiến người đọc quên đi mất bức tranh toàn cảnh ở Trường Sa và có vài ấn tượng sai về kết quả giữ đảo của nhà nước. Đây là một thủ thuật nói dối vì một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Hy vọng trong những chiến dịch truyền thông tới, nhóm diễn đàn sợ dân sự sẽ trở nên trung thực hơn và chuyển sang yêu nước bằng máu của mình thay vì máu của người khác. Cũng trong tuần qua, ngày 27 tháng 7 năm 2018, Lê Phú Khải viết trên trang Bauxite Việt Nam rằng tầng lớp trí thức phải trở thành chất xúc tác để kích thích tầng lớp trong xã hội tiến lên chống Trung Quốc, lên tiếng chống Trung Quốc, giống như viên bột nở biến thành cục bột mì thành cái bánh mì. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi cho rằng ông Khải đang nhầm tầng lớp trí thức với tầng lớp tuyên truyền viên. Ông Khải nên để ý giới trí thức tự do nghiên cứu và sáng tác theo ý mình, thay vì áp đặt